Chính cái danh thiện của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thiện của Pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh phi thiện của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh phi thiện của Pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tội của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu tội của pháp môn Tam Ma địa là Đại Bồ Tát Chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tội của pháp môn Đà La ni là Đại Bồ Tát Chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tội của pháp môn Tam Ma địa là Đại Bồ Tát Chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của pháp môn Đà La ni là Đại Bồ Tát Chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền, phiền não của pháp môn Tam Ma địa là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của pháp môn Đà La ni là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của pháp môn Đà La ni là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không? chính cái danh xuất thế gian của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của Pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng, bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của pháp môn tam ma địa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của pháp môn đà la ni là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của pháp môn tam ma địa là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc danh tử của pháp môn đà la ni là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của Pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc Niết Bàn của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc Niết Bàn của Pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại nội của Pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? chính cái danh tại nội của pháp môn Tam ma địa là đại bồ tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại ngoại của pháp môn Đà La ni là đại bồ tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại ngoại của pháp môn Tam ma địa là đại bồ tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn Đà La ni là đại bồ tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của pháp môn tam ma địa là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của pháp môn đà la ni là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của pháp môn tam ma địa là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của pháp môn đà la ni là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của Pháp Môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh Bậc Ly Cấu, Bậc Phát Quang, Bậc Diệm Tuệ, Bậc Cực Nan Thắng, Bậc Hiện Tiền, Bậc Viễn Hành, Bậc Bất Động, Bậc Thiện Tuệ, Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh thường của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của bậc cực kỳ là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của bậc cực kỳ là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh không của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất không của Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất không của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tướng của Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tướng của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu nguyện của Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? chính cái danh hữu nguyện của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tịch tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịch tịnh của bậc cực hỷ là đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịch tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của bậc cực hỷ là đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không chính cái danh viễn ly của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thiện của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh phi thiện của Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh phi thiện của Bậc Ly Cấu cho đến Bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu tội của Bậc Cực Hỷ là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu tội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của bậc cực kỳ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của bậc cực kỳ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của bậc ly cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc Pháp Vân là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát Trăng, bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của bậc cực hỷ là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không lại nữa thiện hiện cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao chính cái danh năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của năm loại mắt là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh lạc của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh lạc của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh không của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh không của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh bất không của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh bất không của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn Không, chính cái danh hữu tướng của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tướng của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn chẳng phải vậy chính cái danh tịch tịnh của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh viễn ly của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất viễn ly của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh xanh của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh diệt của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh diệt của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thiện của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thiện của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của sáu phép thần thông là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của năm loại mắt là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của sáu phép thần thông là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của năm loại mắt là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không Chính cái danh thanh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc sanh tử của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc sanh tử của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc niết bàn của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc niết bàn của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại nội của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại nội của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại ngoại của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tại lưỡng gian của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại lưỡng gian của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh khả đắc của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh khả đắc của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất khả đắc của năm loại mắt là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh bất khả đắc của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Khế quyển thứ 21